Sau hàng Nhật Bản Điện xin chào các bác. Trong clip này thì em giới thiệu với các bác hai cái chiếc máy Shinto. Trước khi giới thiệu thì các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác có thể ấn đăng ký kênh dòng của Hoàng của em nhé, để cập nhật những clip mới nhất. Trên đây em có hai cái chiếc máy Shinto gần như mới tinh của hãng Panasonic, rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé, hai con máy như mới tinh luôn. Con này thì trước em báo giá bán là 1.900.000, nhưng hôm nay em bán thu hồi vốn cho các bác giá 1.600.000. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Thực ra những cái đồ lặt vặt em bán không có duyên lắm, bán hơi chậm, nhiều khi để chặt nhà. Chủ yếu em bán các cái điều hòa một cục này các bác này, máy rửa bát, máy lọc không khí em bán là nhiều. Với cái món linh tinh nhập về thì khách hỏi cứ nhập về thôi, còn bán nó cũng khá là chậm. Rồi bán 1.600.000 thôi vốn cho các bác. Bác nào lấy thì các bác liên hệ. Em sẽ giới thiệu các bác đây, hai con này, một con màu nâu, một con màu hồng trắng. Con này mã là MX109, MX500. Đều đẹp như mới của hãng Panasonic ạ. Chạy cực khỏe các bác nhá. Có hai chế độ này chạy ở đường này, tự nhà này. Con này lưỡi nó bằng titan cực sắc bén các bác ạ. Đấy, của hãng Panasonic, rất là mới luôn, như mới tinh, cối thủy tinh nhé, cực nặng, cực đầm. Chung mọi thứ còn như mới. Con này thiết kế rất là hay, mở rất là hay nhé, các bác bấm ở đây. Bấm đây cái này các bác đẩy tay lên là cái này nó ra. Đấy, thiết kế mở rất là hay luôn. Trong này lưỡi bằng titan cực sắc. Nói chung là các cái máy hàng liên doanh thì không có cửa so với cái máy này đâu ạ. Thì nói thật với các bác luôn là như vậy. Máy thì cực chất rồi, sử dụng điện 100V các bạn nhé, hàng Nhật Panasonic nội địa, công suất 240W như mới tinh, mọi thứ còn mới hoàn hảo. Các cái này gần như mới, các bạn gần như chưa dùng, cả hai con đều rất là mới. Đấy, cực đẹp luôn. Con này 245W. Đấy, con này 240W, con này 1000ml này, con này to hơn này. Mắc 1000. Con này là 700ml. Đấy, con màu nâu là cối to hơn tí. Giá bán là 1.600.000 các bác nhá. Chưa phí vận chuyển, chưa được nguồn. Đấy, các bác nào cần mua máy sinh tố cho gia đình thì các bác lấy con này, chạy cực kỳ tuyệt vời, cối cực nặng, cối bằng thủy tinh đấy ạ. Đấy, giá 1.600.000 một con, mùa hè đến rồi, các bác mua về xay sinh tố cho gia đình là nhất đấy ạ. À, các bác nào lấy các bác liên hệ nha, chào các bác.